Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện của tác giả Dứt Diệp Y Sương. Bộ truyện được mang tên Dưới Vàng Thiên Lý. Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 2 tập. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Cháy rồi, cháy lớn rồi, làng nước ơi. Nhà của Lý cháy rồi, mọi người ơi. Dập lửa đi làng nước ơi. Đêm hôm đó, nhà ông cự Lý cháy lớn. Cả một tòa biệt phủ tường vôi mái ngói bỗng chốc như giấy hóa vàng, cháy sáng rực rỡ giữa đêm đen cô tịch. Người dân làng Nghêu một phen nhốn nháo, người thúng người gầu hô hoán gọi nhau dập lửa. Vợ của ông cự Lý được người dân giải cứu, lôi từ trong đám cháy ra ngoài, đặt ngồi ngơ ngác trên bãi cỏ. Bà đưa mắt nhìn ngôi nhà cháy rụi, từng chút một tan biến dần trong đêm đen. Người ta cứ nghĩ rằng bà sẽ khóc, tru trời chéo đất dữ lắm. Thế nhưng bà lại cười, bà cười một cách sảng khoái man dại, đến nỗi người ta nghĩ rằng bà đã hóa điên sau những mất mát đau thương. Tiếng cười man dại của bà vang vọng, cứ âm âm dội vào không gian, len lỏi vào giữa tiết trời thu trong trẻo, trong đến mức nhìn rõ cả một dần trăng sáng còn chết bóng sau đồi. Người đời xưa vẫn bảo, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Lại có câu ví von rằng, thân em như tấm lụa đào, phất phơ trước gió, biết vào tay ai. Ừ, thì phất phơ trước gió, biết vào tay ai. Đó là quan niệm bao đời, người phụ nữ trong xã hội phong kiến luôn là kẻ yếu nhân, luôn phải chịu đựng lọn cúi trước người đàn ông để được che chở bảo bọc. Đó là số kiếp, là thân phận của biết bao nhiêu đời đàn bà con gái trong cái làng Nghêu cổ hủ này. Trong một thời kỳ xã hội với nhiều biến động nhiễu nhương, thế nhưng quan niệm trên cũng có khi trật lất, bởi nó chẳng hề đúng với cô cả Hương nhà cụ Phước tẹo nào. Nàng Hương tuy là tấm lụa đào, nhưng chẳng phải là tấm lụa đào giữa chợ cho người ta chọn lựa. Nàng là tấm lụa tơ tằm được đặt trong rương, được ông bà Phước nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có thể nói, cụ Phước cưng cô gái duy nhất này hết mực. Nghe đâu, nàng Hương được sinh ra vào một ngày mùa hạ. Hôm đó, hoa sen trắng nở rộ trong hồ, tỏa ngát hương thơm thanh khiết, nên cụ Phước mới đặt tên cho nàng là Thị Hương. Nàng là con cả của cụ, sau nàng có mấy đứa em, nhưng chúng đều chết yểu. Vì vậy, người làng mới gọi nàng là cô cả Hương. Nàng Hương không những hiền ngoan xinh đẹp, lời ăn tiếng nói khôn ngoan hơn người, mà còn thông thạo các phép tính toán, dệt vải, nuôi tầm, làm phát triển thêm nghề sản xuất tơ lụa lâu đời của gia tộc. Do vậy, cụ Phước ngày càng tin yêu nàng hơn, giao hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho nàng quán xuyến. Chẳng mấy chốc, nàng được xếp ngang hàng với trưởng nam của họ. Khi ăn cỗ, nàng được ngồi hẳn mâm trên cùng với các cụ. Từ việc đó, nàng nổi danh khắp vùng, không chỉ ở làng Nghêu mà còn lan ra cả phủ Phú Thành. Ai ai cũng biết nhà cụ Phước có một cô con gái thay quyền trưởng nam, không ai dám khinh thường. Chưa hết, điều khiến cho cô cả Hương trở nên đặc biệt hơn cả, đó là nàng được cụ Phước cho kén rể chọn chồng. Ông bà Phước cho nàng được tùy quyền quyết định hôn sự của đời mình, bởi vậy trong cái làng Nghêu này chẳng người con gái nào có thể so bì cùng nàng. Thương thay thân phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đầu xuân năm đó, cô cả Hương theo chồng, nghe đâu nàng lấy ông cử Lý người làng Khương Hạ đã từng là đầy tớ trong nhà cụ Phước. Chưa hết bàng hoàng, hai năm sau đó, cả làng Nghêu lại một phen xôn xao khi hay tin cô cả Hương lìa đời trong một am ni cô. Khi đó,
nàng vừa tròn 24 tuổi. Vào một ngày đầu xuân của nhiều năm về trước, Hương đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trên chiếc chõng tre được người nhà kê ở góc giường dưới vàng hoa thiên lý xanh tươi. Nàng 14 tuổi, đang ngồi bù đầu tính toán lại sổ sách của gia đình. Bất thình lình, mụ niên, người hầu trong nhà chạy ra, dội vàng thưa. Dạ thưa cô, thằng trộm chó của nhà mình đêm hôm trước bị ông lý trưởng xử ở đình làng rồi ạ. Nó bị đánh tận 50 rồi. Sau khi được tha, nó lại dẫn đưa con trai nhỏ của nó đến ăn vạ ngay trước cổng nhà mình. Cụ nói cô thay cụ ra xử lý mọi việc ạ. Hương nghe mụ niên nói vậy thì ngay lập tức nàng buông quyển sổ sách đang tính dở xuống. Mắt hạnh khẽ chớp, nàng từ tốn dặn. Bà già bảo anh Điền mang ra cổng cho tôi 2 đồng bạc và 5 đấu gạo, dẫn thêm 2-3 gia đình nữa là được rồi. Nói xong, nàng bước xuống khỏi chõng, khoan thai nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài. Ra đến cổng, trước mắt nàng hiện ra một gã đàn ông ăn mặc rách rưới, chân đi tập tễnh. Một tay gã cầm một túi vải đã sờn và một tay dắt theo một đứa bé gầy gò, thân thể lấm lem bùn đất, đang thúc thích khóc, giọng gã ồm ồm. Lại cụ Phước, con nghèo khó xin cụ giúp đỡ. Con bán con lấy tiền nộp phạt cho nhà cụ đây. Cô lạy cụ mua giúp con ạ. Gã cứ lặp đi lặp lại những câu từ ấy suốt, mặc cho đứa con trai đang bị gã nắm giữ khóc đến nghẹt cổ nghẹt họng, cố xin gã đừng bán nó đi. Có khi thằng bé khóc lớn quá khiến gã điên tiết, gã tát cho nó một bạt tai rồi quát. Mẹ mày, có câm mồm không? Bố mày đập cho một phát vỡ mặt bây giờ đây. Thằng bé bị cha đánh thì không dám khóc lớn nữa, chỉ dám thúc thích khe khẽ, để mặc cho gã xin gã xỏ, gã bán nó đi cho nhà cụ Phước, để rồi lấy tiền nộp phạt cũng cho nhà cụ Phước. Cái tình cảnh vừa trớ trêu, vừa tức cười, lại vừa đau đớn này, có thể là mỗi lòng biết bao nhiêu người có tính đồng cảm. Thế nhưng trong cái nhìn già dặn của Hương thì lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Hương trông thấy hết tất cả những chuyện vừa rồi, nhưng nàng chỉ nhếch mép cười. Đôi mắt hạnh của nàng ánh lên một tia nhìn sắc bén. Bỗng nàng lên tiếng, giọng vang như chuông đồng. Anh Điền, mau mở cổng ra, mời người đàn ông ấy vào đây để tôi hỏi chuyện. Lời nàng vừa dứt, cánh cổng gỗ lim nặng nề được mở ra. Phía trong này, bên cạnh Hương có tới 3 người đàn ông cao to lực lưỡng đang cầm gậy, mặt hầm hầm nhìn về phía gã. Bà Niên đứng ngay cạnh Hương, tay cầm tiền và gạo, cũng nhìn chăm chăm vào gã đàn ông bần tiện kia với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Gã đàn ông sau khi thấy Hương cùng khí thế của mấy tên gia đình bậm trợn trong nhà thì bỗng dưng gã lạnh sống lưng. Gã hoàn toàn hiểu ý tứ của nàng, biết rằng nàng sẽ không khoan nhượng nếu gã còn cố tình gây sự. Nàng sẽ không báo quan, không bắt phạt gã như tên lý trưởng, mà nàng sẽ dùng người của mình để xử lý gã. Có khi nàng còn ác độc, tàn nhẫn hơn tên lý trưởng kia nhiều. Vì vậy mà hắn dịu hẳn giọng lại, không còn dám lè nhẹ như trước nữa. Dạ bẩm cô cả, tôi mang con trai tôi tới đây để bán nó lấy ít tiền nộp phạt. Cô thương tình mua nó giúp cho tôi ạ. Hương thấy dáng vẻ khốn núm của gã đàn ông, nàng hiểu rằng gã đã bắt đầu biết sợ. Nàng cũng dịu giọng lại, từ tốn bảo. Nhà tôi không thiếu kẻ ăn người ở, nhưng nếu như anh đã túng quẫn đến thế thì tôi sẽ mua đứa con này giúp anh. Vậy anh ngã giá đi, anh định bán thằng bé này cho tôi bao nhiêu đồng? Gã đàn ông nhìn Hương, gương mặt nàng non trẻ, nụ cười tươi tắn hiền dịu như nụ hoa mai đang chớm nở trên cành. Nhưng nụ cười hiền dịu bao nhiêu thì ánh nhìn lại sắc bén bấy nhiêu, nghiêm nghị đến mức khiến người đối diện như gã đây cũng không dám khinh nhờn nàng. Gã đàn ông không dám nhiều lời hơn nữa, gã liền thưa lại với nàng rằng: Dạ thưa cô, thằng con này của tôi đã được 11 tuổi, cô cho tôi xin cô 5 đồng ạ. Mụ niên đứng bên cạnh nàng bây giờ mới nhanh nhẩu. Cái gì? 5 đồng á? Này nhá, mày định cắt cổ bọn tao à? Bán một thằng 15 cũng chẳng có giá 5 đồng nhé. Thấy nàng Hương không nói câu gì, gã nghĩ rằng nàng không đồng ý nên đành hạ giá thấp xuống 1 đồng. Thế thì 4 đồng vậy. Thằng con của tôi nó giỏi việc lắm.
có sự gì trên đời nó cũng làm được hết. Cô mua nó không thiệt đâu. Mụ Niên lại nói, 4 đồng cũng không bỏ. Thằng con của mày đáng giá 2 đồng là cao rồi. Cái gì 2 đồng? Con mụ kia, mày bắt chẹt ông mà. Cái con... Gã đàn ông định mở miệng chửi. Lời nói chưa hết một câu đã phải im bặt vì mấy tên gia đình trong nhà đã tiến lên một bước, tay lăm lăm cây gậy, chỉ chờ có lệnh của chủ sẽ xông ra đánh gã như xương, khiến gã không rét mà run. Người khỏe mạnh nhìn thôi đã thấy sợ rồi, huống gì gã lại là một tên đói ăn bệnh tật vừa mới bị đánh những 50 roi. Gã đành phải hạ giọng xuống một lần nữa, thay vì chửi thì khẩn khoản van nài. Cô cả ơi, cô cho tôi xin 3 đồng cũng được à? Chắc nên là 3 đồng thôi, tôi không dám đòi hơn, chứ 2 đồng thì ít quá. Mụ Niên nhắm chừng, gã đàn ông đã mất hết dũng khí, mụ càng hăng tiếc hơn. Mụ còn định chửi bới gã thậm tệ hơn nữa, nhưng Hương lại ra hiệu ngăn cản. Thực ra, nãy giờ nàng không lên tiếng, vì nàng bận quan sát thằng bé đứng nép bên cạnh gã. Nó gầy gò, ốm yếu và đen nhẻm, mặt nó luôn cúi gằm xuống đất, chốc chốc lại ngước lên lén lút nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang thì nó lại dội dàng cúi đầu tỏ vẻ sợ sệt. Đôi mắt đen tròn của nó sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Tôi sẽ mua thằng bé này với giá 5 đồng bạc. Không những vậy, tôi còn cho anh thêm 5 đồng, 5 đấu gạo và 2 bộ đồ lành nữa. Tiền phạt vụ con chó đêm qua tôi cũng miễn cho anh nốt. Anh thấy thế nào? Cô nói thật, thật chứ ạ? Gã đàn ông không tin vào tai mình, liên tục hỏi lại Hương. Gương mặt gã ngơ ngác vì quá bất ngờ trước những gì mình được nghe. Dân làng Nghêu bu quanh đó cũng bắt đầu xì xầm. Không thể tin được một thằng đen đố gầy gò như thế lại bán được với giá 10 đồng bạc. Hương thấy gã nghi ngờ, nàng liền cười. Thật chứ, sao lại không thật? Chỉ là... Dạ, chỉ là gì thưa cô? Gã đàn ông hồi hộp chờ đợi, đám người hầu ngó nhau ngờ vực, đám dân làng nhiều chuyện im lặng, ai ai cũng nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Nhưng Hương vẫn không trả lời ngay, nàng quan sát thằng bé thêm một lần nữa, như thể xác nhận một điều gì đó không ai hiểu. Xong xuôi, nàng mới tự tốn, bình thản nói ra điều kiện tiên quyết. Anh phải điểm chỉ bỏ quyền làm cha đối với nó, tức là từ nay về sau, nó không phải là con trai của anh. Nó không mang họ anh, cũng như nó không có bất cứ liên hệ nào với anh. Nghe xong điều kiện, gã đàn ông trầm ngâm, quay sang nhìn đứa con trai bên cạnh. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, ông ta liền trở lại giọng điệu hớn hở, khúm núm thưa lại rằng, Tôi đồng ý. Hương quan sát thằng bé, nó đứng im lặng, chỉ gục nhìn xuống đôi chân như đã hoàn toàn chấp nhận vận số của đời mình. Nàng tiếp, ngoài ra, anh cũng không được phép bước chân vào cái làng Nghêu này nữa. Nếu không, anh sẽ phải hoàn trả lại tôi 20 đồng bạc. Anh hiểu chưa? Tôi sẽ không tới đây nữa. Sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tạ ơn cô cả. Tạ ơn cô. Gã đàn ông nghe xong thỏa thuận thì phấn khởi vô cùng. Gã đồng ý ngay lập tức, còn không ngần ngại kéo thằng con quỳ xuống lại tạ nàng. Làm Mụ Niên đứng bên cạnh, ngứa mắt đến nỗi phải lén nhổ đi một bãi nước bọt. Thằng bé con gã lúc này dường như đã rất tuyệt vọng. Nó không còn khóc lóc, cũng không thèm bám vào gấu áo của cha nữa. Trong đôi mắt to tròn ráo hoảnh của nó dần sinh ra những tia uất hận. Sau khi gã đàn ông chỉ điểm nhận tiền, gã liền đi đến trước mặt thằng bé, dúi vào tay nó một thanh kẹo bột. Mày phải nghe lời cô nghe chưa? Ông sẽ đem tiền đi chuộc chị tôi về. Tất nhiên. Gã dỗ dai nó như dỗ dai một người lớn. Xong xuôi, gã quẩy bao quần áo cùng gạo trắng đi ngay. Bóng hình gầy trơ xương, ngông nghênh của gã khuất dần trên con đường làng quanh co khúc khuỷu, trải dài những bụi tre xanh. Gã không hề biết thằng con trai của gã đứng phía sau chết chân nhìn cha, uất nghẹn đến nỗi không nói được một lời. Nó ném luôn thanh kẹo bột xuống đất, dùng chân chà đạp. Có lẽ từ nay trở về sau, trong trái tim đau thương của nó, cha đã chết ngay từ bây giờ. Còn về phía Hương, từng cử chỉ và biểu hiện của thằng bé đều được nàng thu vào đáy mắt. Nàng cười mỉa,
tỏ ra vô cùng hài lòng rồi cất bước vào trong. Nàng biết thừa nó không phải là một đứa bé hay khóc lóc. Người dân làng Nghêu hiếu kỳ đứng bu quanh, xem hết mọi diễn biến. Họ bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi như chuyện của nhà mình. Nghe bảo con gái nhà cụ Phước giỏi giang lắm cơ mà, sao lại ngu ngốc đi mua một thằng bé với giá những 10 đồng? Hai, đúng là con gái, chả biết cái sự gì. Tên ăn trộm ấy hơi rồi. À, đừng nói thế, biết đâu cô cả nhìn ra được điều gì từ thằng bé thì sao? Trông nó gầy thế thôi, chứ nhìn cũng lanh lợi. Lanh lợi cũng chẳng xứng 10 đồng. Cô ấy tốt bụng thôi mà. Tiếng dân làng Nghêu như tiếng ong, tiếng ve kêu hè, rôm rã vang dậy cả một khung trời xanh thẳm. Sau khi giao thằng bé cho anh Điền dẫn đi tắm, ăn cơm, nàng cuốc bộ ra giường, bắt đầu lại công việc còn đang dang dở. Lúc này, Mụ Niên mới bất mãn lên tiếng. Ờ, cô ơi cô, sao cô lại dại thế? Mua thằng bé đó những 10 đồng bạc, còn cho quần áo gạo thóc. Nhà mình đâu phải nhà từ thiện hả cô? Nghe Mụ Niên nói xong, Hương chỉ nhướng mày không đáp. Nàng biết sẽ có người nghĩ nàng còn nhỏ tuổi, ngây thơ, dễ bị lừa. Hoặc có người sẽ cho rằng nàng đang suy tính sâu xa một chuyện gì đó ghê gớm lắm. Thật ra, nàng chỉ là cảm thấy thương cảm cho thằng bé ấy. Nó nhỏ hơn nàng chẳng bao nhiêu, nhưng số trời lại định cho nó sinh ra nhầm nhà, nhầm cha, nhầm mẹ mới phải bị bán đi như thế. Nàng đã có lần gặp nó cách đây 2 năm, trong một lần theo mẹ lên chợ huyện sắm vàng. Chuyện xảy ra vào một ngày ít mây, nhiều gió, nắng chói chang vàng hoe tóc người. Hương theo bà cụ Phước lên chợ huyện sắm vàng thì có ghé vào một gian hàng nước ven đường chợ. Con đường này dẫn vào một xóm ngụ cư. Bà cụ Phước bất ngờ gặp lại người quen cũ, nên mãi lo chuyện trò mà không để ý xung quanh. Bên kia đường có một lũ trẻ con chơi đánh con quay, trong số đó có thằng bé kia. Nó để đầu trái đào, cởi trần, quần cọc đen, đi chân đất, đang ra sức quất một con thoi quay tít trên mặt đường. Bọn trẻ thi nhau hô vang. Ê, cố lên, cố lên, quay tiếp đi, quay đi. Lại có thêm một thằng bé to con khác, nó mặc quần trúc bâu trắng, áo chẽn xanh, cũng đang quát một con thoi. Con thoi này to hơn rất nhiều so với con thoi của thằng bé kia. Nó được sơn một lớp màu điều, đinh sắt mạ bạc. Thằng mập quăng dây, con thoi quay tít thò lò. Thằng mập tỏ ra vô cùng tự hào, nó cười lên ha hả. Bọn trẻ con lại hô vang, cổ vũ nhiệt tình hơn trước. Cậu Vũ cố lên, cậu Vũ cố lên, cố lên. Hương ngồi bên hàng nước, chăm chú xem tụi nó bày trò. Nàng là con gái thương nhân, lễ nghĩa gia phong tuy không phải giữ gìn kỹ càng như con nhà thư hương quyền quý, nhưng cũng không thể tùy tiện ra ngoài vui chơi với mấy đứa trẻ con nông dân kia được. Khi bắt gặp bọn trẻ con khác chơi đánh đáo đánh quay ngoài đường, nàng liền chăm chú quan sát tỉ mỉ, tỏ ra vô cùng thích thú. Bỗng nhiên, nàng thấy thằng nhỏ mặc quần cọc, lén móc ra trong lưng quần nó một đồng xu nhỏ, thả dội xuống mặt đường loang loáng nắng. Con quay của thằng mập lướt qua, đụng phải đồng xu liền chao đảo, ngã lăn ra không còn di chuyển nữa. Đám trẻ nhà nghèo lại hô vang. Ý, ngã rồi, con thoi của cậu Vũ ngã rồi. Thằng Hoàng thắng, 2 hào chúng mày ạ. Thắng những 2 hào. Cậu Vũ như không thể tin vào kết quả trước mắt. Cậu tức tối ném một loạt những đồng xu ra đất. Tụi trẻ con thi nhau nhặt lên rồi lớn giọng thách thức. Chơi thêm một ván nữa. Thằng bé quần cọc tỏ ra lúng túng. Nó lấy lại những đồng xu từ tay tụi bạn lận vào lưng quần, vừa lận vừa nói. Tao còn phải về chăm chỉ ốm. Tao không chơi nữa. Thằng mập bắt đầu cà kê, không chịu để nó đi. Cuối cùng thì một màn đánh quay tiếp theo lại diễn ra. Hương cảm thấy buồn cười vô cùng. Nàng không ngờ thằng nhóc kia lại gian lận tài tình đến thế. Còn thằng mập thì quá ngốc. Chỉ một đồng xu thả xuống đất liền có thể ăn được 2 hào. Kiếm tiền thế này coi bộ dễ hơn cha nàng bán lúa nhiều. Hương không muốn thằng mập kia bị bịp thêm lần nữa, nên nàng đứng dậy rời khỏi gian hàng, bước sang bên kia đường, đứng sau lưng đám trẻ. Bọn chúng lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào 2 con quay đang tranh tài trước mắt.
chẳng đứa nào ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của nàng. Khi hai con quay đang kịch liệt đua sức tranh tài, bụi đất tung lên mù mịt, thì Hương cố tình tung một đồng xu xuống ngay giữa sàn đấu. Thằng Mập liền la lên: "Ê, đứa nào đấy? Đứa nào dám ném đồng xu này vào đây?" Đám con trai nhốn nháo nhìn nhau, ngơ ngác truy tìm thủ phạm. Sau cùng, bọn chúng bắt đầu nhìn Hương. Thân trên, nàng mặc một cái áo lụa màu hồng cánh sen, váy dài màu đen may bằng vải điều, tóc buộc hai sừng thả bím, chân mang hài thêu. Vừa nhìn là biết nàng thuộc tầng lớp quyền quý, nên chẳng có đứa nào dám hó hé, chỉ có riêng thằng Mập là dám cất tiếng hỏi nàng: "Nhỏ kia, sao mày ném đồng xu vào chỗ bọn tao chơi hả?" Hương giả vờ ngây ngô, nàng cười hì hì, cúi người xuống nhặt đồng xu lên. "Tao lỡ tay làm rơi, chứ tao ném vào làm gì?" "Làm gì có vụ lỡ tay rơi, mày đứng chỗ đó thì rơi làm sao vô được chỗ này, mày nói xạo." Một đứa trẻ trong đám lên tiếng vạch trần nàng, lại có một đứa khác tiếp lời: "Mày cố tình ném vào phá bọn tao." Thấy đám trẻ nhao nhao, thằng bé gian lận bây giờ cũng lên tiếng phụ họa theo: "À đúng rồi, là mày cố tình ném vào, mày phải đền gián đấu này cho chúng tao." Vừa nghe dứt câu, thằng Mọc tiếp tục hồ theo, la ổn tỏi: "Đền đi, đền gián đấu đi, đền gián đấu này đi." Hương cảm thấy hoảng sợ trước tiếng la lối của bọn chúng, nhưng cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt lấm lem mồ hôi của thằng bé gian lận, cười lớn: "Chẳng phải ván trước mày cũng lỡ tay làm rơi đồng xu xuống đất hay sao? Tao trông thấy hết cả rồi." Thằng bé nghe xong câu nói của Hương, mặt biến sắc. Nó nhìn thằng Mập xua tay: Tao không có, không có." Bây giờ thằng Mập mới hiểu ra vấn đề, nó nhào tới nắm lấy thằng bé gian lận đang định bỏ chạy. "Hèn chi, ván nào mày cũng thắng tao." Sau đó, nó vừa đấm vào mặt thằng bé gian lận kia, vừa hô hoáng: "Đánh chết mẹ nó, dám gian lận tiền của tao à, đánh chết mẹ nhà nó đi tụi bay." Thế là cả đám nhóc xúm lại một chỗ, đứa đánh đứa ken, lôi qua đẩy lại làm bụi đất bay lên mịt mù. Hương không kịp tránh, liền bị đẩy ngã ra phía ngoài. Đôi tay nhỏ bé của nàng chà xuống mặt đường, tạo thành mấy vết xước rớm máu. Bà chủ quán nước bên đường cũng chạy sang đẩy tụi con nít ra, vừa ken vừa quát: "Tao mét mẹ của chúng mày đấy, thằng Sung, mau bỏ ra, chúng mày đánh chết nó à. Cậu Vũ, tôi sẽ mách bà Lý cho cậu biết tay, nhự đòn đấy nhé, nghe chưa, buông ra." Sau những tiếng quát nạt ầm ĩ của bà chủ quán, tụi con nít cũng tản ra hết. Chúng nó lầm lũi ai về nhà nấy, để mặc cho thằng bé gian lận bị đánh dự tử, đang thoi thóp nằm ở trên đường. Hương bấy giờ cảm thấy hối hận vô cùng. Biết vậy, nàng sẽ không tham gia vào chuyện này. Thân là tiểu thư danh môn mà té sổng xoài ra đất, quần áo lấm lem bùn sình, còn mặt mũi nào nữa chứ? Đôi mắt trong veo của nàng ương ướt lệ. Nàng thúc thích đứng dậy, chạy về bên kia đường. Mẹ nàng bây giờ mới chú ý đến con, bà liền mắng: "Thân là con gái mà chạy qua chơi với tụi con trai để bị thương thế này, con có còn biết mình là cô cả Hương nữa không?" Mắng thì mắng, nhưng bà vẫn lấy bát nước vối đổ ra rửa tay cho nàng. Hương ngồi im lặng nhìn thằng bé kia. Thằng bé gian lận được bà chủ quán nước lôi dậy. Nó tập tễnh cúi xuống đất, nhặt từng đồng xu còn rơi vãi trên đường. Sau đó, nó lận ra trong lưng quần thêm một tí nữa. Nó tỉ mỉ đếm từng đồng xu một, rồi đưa hết cho bà chủ quán nước, cười hì hì: "Bác lấy cho cháu hai đấu gạo tẻ với một ít muối hộp, cháu đem về nấu cháo cho chị." "Thế chị mày bị làm sao? Mấy bữa rồi tao không nhìn thấy nó." "Chị cháu ốm rồi, nằm liệt giường mấy bữa nay, cháu đánh quay lấy tiền mua gạo này." "Khổ thân chị em nhà mày quá. Thế cha mày vẫn chưa về à?" "Ấy chưa ạ." "Con nghe tin tức gì không?" "Cháu chỉ biết cha đang ở tù, còn lại thì không có tin gì cả." Hương nghe hết câu chuyện, nhìn thấy dáng vẻ thằng bé đi tập tễnh, tay xách túm gạo đi sâu vào trong xóm ngụ cư, thân thể dơ bẩn, mặt mày sưng húp, sẹo vết đầy người, tự nhiên lòng nàng lại buồn thương. Hình ảnh của thằng bé lam lũ hôm đó cứ ăn sâu vào tâm trí nàng.
Mãi đến hôm nay, Hương mới gặp lại nó, lại trong một tình cảnh trớ trêu ngặt nghèo khác. Chẳng biết trước giờ, nó đã phải chịu bao nhiêu cực khổ với người cha hủ bại kia rồi. Nó có mẹ không? Nó có em không? Chị gái nó đâu rồi? Gặp lại nhau hôm nay cũng xem như là có duyên phận. Nàng chỉ làm phước muốn giải thoát cho nó mà thôi. Nhà nàng thiếu gì tiền, bỏ ra 10 đồng mua phước nó luôn để nó làm hầu cận cho nàng cũng được. Sau này, giữa nó và gã đàn ông kia đã cắt đứt quan hệ, sẽ đỡ phiền phức chứ sao. Bà xuống bảo với anh Điền cho nó ăn mặc sạch sẽ, từ giờ nó sẽ làm hầu cận cho tôi. Cô là con gái, sao lại có hầu cận là trai được? Mụ Niên tỏ ra không đồng tình. Hương nghe hai từ con gái thì nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng thở dài một tiếng, đáp: bà cứ bảo với anh Điền như thế là được rồi. Nông tầm phơi ngoài sân, bà lo đi kiểm tra như thế nào trước đã. Đừng lo việc của tôi làm gì. Dạ dân à, tôi đi ngay đây. Thấy Hương có vẻ giận nên mụ không còn dám chỏ mỏ vào chuyện của nàng nữa. Mụ vân vân dạ dạ lui ra làm việc. Mụ Niên đi rồi, Hương nhanh chóng đi đến cái chõng tre đặt dưới vàng thiên lý xanh mơn mởn. Nụ hoa lý vàng có hương thơm dịu nhẹ làm tinh thần của nàng cảm thấy khoan khoái hơn. Dưới vàng hoa lý, nàng cho người căng mấy dải lụa màu nâu đớt để che bớt nắng cũng như ngăn cản sâu bọ rơi xuống người nàng. Nàng sờ vào lụa, trơn mịn bóng loáng, lại uống một ngụm trà ngon. Bỗng dưng, nàng thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, tư tưởng của nàng trôi ra khỏi khu vườn sau nhà, trôi đi đến dãy núi xa mờ mịt ở cuối làng. Nàng mơ mộng, rồi nàng ước. Ước gì nàng có thể rời khỏi cánh cổng làng nghêu, nàng sẽ như một nam nhân đi học trường, sau đó đi thi đỗ đạt làm quan lớn, vinh quy bái tổ về làng. Nàng ước mình không phải là một cô con gái, sinh ra không phải là một đứa bé gái. Như thằng bé nàng vừa mua cũng được, miễn không phải là con gái, nàng sẽ mãn nguyện hơn nhiều. À, phải rồi, sao nàng lại không dạy thằng bé đó học nhỉ? Nàng sẽ dạy nó học để nó đỗ đạt làm quan thay nàng. Nó sẽ đi thi thay nàng, nàng không làm quan thì sẽ làm thầy của quan. Nó mà làm quan thì nàng có thể nhờ cậy nó về việc buôn bán của gia đình. Anh của mẹ nàng cũng đang làm trên kinh đô, nhờ vậy mà việc làm ăn của gia tộc nhà nàng mới thuận lợi như thế. Tiền nhiều thôi vẫn chưa đủ, phải có cả quyền bính thì mới mong xoay vần thiên hạ được. Hương nghĩ kỹ rồi liền hạ quyết tâm, nàng sẽ dạy thằng bé đó trở thành một vị quan phụ mẫu. Sau khi cơn mơ mộng qua đi, nàng lại tiếp tục lao vào tính toán sổ sách buôn bán của gia đình. Mãi cho đến khi cơn nắng lên đến ngọn sào thì nàng mới sắp xếp sổ sách gọn gàng đem hết vào trong nhà. Hương tuy là phận nữ nhưng cha nàng chỉ có một mình nàng là con ruột. Các em nàng đã mất từ khi mới lên 3 lên 4. Họ hàng cũng có nhiều con trai lớn nhưng họ mãi lo chuyện đèn sách, ôm mộng đỗ đạt làm quan. Nên cụ Phước quyết định cho nàng kế tục việc kinh doanh của cả tộc. Từ bé, Hương đã được cha dạy qua các phép tính toán, làm ăn trên thương trường. Bây giờ, nàng tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng tính tình nàng lại già dặn, điềm đạm, sâu xa hơn cả người lớn. Lời ăn tiếng nói của nàng luôn phải chuẩn mực, để ra dáng một thương gia lớn làm cho nhiều người phải nể nang. Tuy nhiên, nàng cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé vừa bước vào cái tuổi xuân thì, nên nàng vẫn thường hay mơ mộng, yêu gió, yêu trăng, yêu tất cả những gì đẹp đẽ của cuộc đời và cũng biết đến những nỗi buồn vu vơ. Tuy nhiên, vì nàng luôn biết kiểm soát tâm tư của mình, sự thông minh mẫn tiệp của nàng còn phải khiến cho những vị bô lão của tộc Lê Phước nhà nàng không dám coi thường kia mà. Lại nhắc đến thằng bé kia, từ khi được nàng mua về, nó đã không còn khóc nữa. Nó được nàng đặt cho một cái tên là Trí. Thằng Trí sướng khiếp, mới vào nhà ông mà được cô cưng như cưng trứng. Chẳng phải làm ruộng làm rẫy, cũng chẳng phải đi chăn bò, chỉ có bưng tráp hầu cô thôi.
người ăn kẻ ở trong nhà kháo nhau như thế, thằng Trí nghe hết hiểu hết, nhưng nó bỏ ngoài tai. Thằng con trai bị bán như nó, cô thân cô thế giữa cái gia trang bề thế này thì làm được gì ai? Người ta nhìn vào nghĩ nó sướng lắm, được hầu cận bên nàng. Nhưng thực ra, trong thâm tâm thằng Trí, nó chỉ cảm thấy nhục mà thôi. Chẳng thà nó đi làm ruộng, đi chăn bò, gặt lúa, gánh cỏ, còn hơn là phải đi theo hầu nàng, bởi nàng đâu phải là người dễ tính. Đôi khi, nó còn chẳng hiểu nàng muốn gì nữa kìa. Nàng không thích ồn ào, xung quanh nàng phải thật yên tĩnh, chỉ có chim muông mới được cất tiếng hót, nên thở thôi nó cũng chẳng dám thở cho mạnh, ho một tiếng cũng chẳng dám ho. Ngay cả khi nó bị con ong bầu đốt sưng tấy cả đầu, nó cũng cố gắng ngồi im lặng, không động đậy để khỏi phiền đến nàng. Nàng thích ăn xoài chua chấm với mắm đường, nên nó thường phải trèo lên cây xoài già trước sân, cao ơi là cao mà không có lòng hái, còn bị đàn kiến ba khoang cắn đến lỡ lối cả người. Ngoài ra, nàng còn là chú nhát gan, gặp con sâu con bọ nhỏ xíu đã sợ xanh cả mặt. Thế mà lại hay thích ngồi dưới dàn hoa thiên lý nở dàn trong giường. Mỗi lần có một con sâu xanh nào bò vào sổ sách của nàng, thì nó đều phải dùng tay không bắt bỏ ra ngoài, không dám dùng que hất ra, vì nàng không thích một vết dơ nào lem nhem trên trang giấy. Đôi khi đó là con sâu róm, làm cho tay nó phồng rộp lên, ngứa điên người. Vậy mà khi thấy nó khổ sở đau rát, thì nàng chỉ biết mỉm cười thôi. Đôi mắt xinh đẹp màu nâu đất của nàng lại ánh lên một tia nhìn tinh quái, làm cho nó uất đến phát nghẹn. Nó chẳng phục chút nào. Thế nhưng tất cả mọi thứ kể trên, thằng Trí đều có thể cố gắng chịu được. Chỉ riêng việc cô Cả Hương bắt nó học tính toán và học làm văn, viết thơ thì nó thật sự không chịu nổi. Bởi nó học hoài cũng chẳng vào đầu được. Nào là tứ thư, ngũ kinh, bách gia chư tử, rồi thì bát sử, nam sử, đường thi, vân vân. Nó không thuộc câu nào, nàng sẽ lại phạt nó, sẽ bắt nó quỳ gối trước chõng tre của nàng. Đến khi nào nhẩm thuộc mới thôi, nàng sẽ nói: "Tôi bỏ ra 10 đồng mua Trí, tôi đâu phải để Trí bưng trà rót nước. Trí đừng để tôi phải đuổi Trí xuống chuồng lợn, học với lợn con nghe chưa?" Nghe những lời ngoa ngoắt của nàng, nó thấy lòng mình cay đắng lắm. Nó thật sự rất sợ nàng và cũng rất ghét nàng. Nó cảm thấy dáng vẻ của nàng rất quen, nhất là khi nàng ngoa ngoắt với nó. Dường như nó đã gặp nàng ở đâu đó trong quãng đời khốn khổ của mình, chỉ là nó mãi chẳng nhớ ra được. Nó luôn tự hỏi, tại sao ngày đó nàng lại trả những 10 đồng để mua nó nhỉ? Nàng lại ép cha nó từ bỏ nó nhỉ? Tại sao tới bây giờ nàng vẫn chèn ép nó? Có phải vì nàng sinh ra là con cụ Phước, là đại tiểu thư danh giá, nên nàng mới tàn nhẫn với đứa trẻ thấp hèn như nó hay không? Nó luôn cảm thấy tò mò. Còn một lý do khác để nó bài xích việc hầu cận bên nàng là vì chị gái của nó. Chị gái đáng thương của nó bị bán cho một thương buôn hồi đầu năm nay, trước nó tầm 2 ngày. Ông già của nó nói: "Nếu mày chịu bị bán đi làm hầu cho nhà cụ Phước, tao sẽ lấy tiền bán mày để chuộc nó về. Không thì tao để nó làm thiếp cho bọn thương lái. Mày tự chọn đi." Nghe xong, nó căm hận bội phần. Nhưng nó yếu như sên, lại là phận con cái, thì có thể làm gì gã? Mẹ nó đã bỏ nhà đi biền biệt 5 năm nay, chỉ có hai chị em nó mò cua bắt ốc nương tựa lẫn nhau, nên nó không đành lòng để chị nó đi làm thiếp cho người ta. Nó đành theo gã đi đến nhà này làm tôi tớ, hy vọng có thể cứu chị về. Giờ thì nó đã được cơm no áo ấm, nhưng chị nó lại chẳng biết ở đâu. Giá mà nó được đi chăn bò, đi cắt cỏ thì hay biết mấy nhỉ. Nó sẽ có cơ hội vào hỏi người làng về tung tích của chị. Còn đằng này, nó chỉ có việc hầu cô. Nàng đi đâu thì nó theo đó, nàng sai bảo gì nó làm theo. Cả năm trời nay không được bước ra tới cổng làng thì làm sao mà nghe ngóng được. Một hôm, sau khi thằng Trí đã bị nàng Hương phạt quỳ 2 canh giờ ngoài nắng vì nó quên mất 2 câu trong bài thơ Mạc Ly Từ của nữ sĩ Huệ Phố,
Nó quyết định xin nàng cho nó được xuống chuồng lợn để học cùng lợn con. Nghe thỉnh cầu của nó, nàng trầm ngâm giây phút, rồi nàng mỉm cười nói. Ê, đã xuống chuồng lợn rồi á, thì Trí không được quay lại hầu cô nữa đâu đấy. Trí suy nghĩ kỹ chưa? Nhớ được câu nói này của nàng Hương, thằng Trí như vớ được vàng. Nó hớn hở vui mừng mà thưa lại rằng. Dạ thưa cô, con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Con trăm lạy cô, ngàn lạy cô, con chỉ muốn xuống chuồng lợn thôi ạ. Nhìn thấy biểu hiện này của Trí, Hương cảm thấy vài phần bất lực. Một suy nghĩ bật ra trong đầu óc nàng, khiến nàng tổn thương vô cùng. Nàng nghiêm nghị nói. Tại sao Trí lại muốn xuống chuồng lợn? Phải trả lời thật lòng cho tôi biết. Có phải Trí không muốn hầu hạ tôi nữa không? Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của nàng, nàng đang tức giận. Hầu hạ nàng bao lâu nay, nó luôn hiểu được những điều xảy ra trong tâm hồn nàng, dù nàng không hề nói ra. Nhưng nó nghĩ nó cần đánh liều một lần nói lên ước muốn của mình. Nếu như nàng ghét nó, đuổi nó xuống chuồng lợn thật, thì nó sẽ không cần phải học nữa. Nó sẽ xin được đi cắt cỏ đồng xa, sẽ có cơ hội hỏi thăm người làng về chị gái của nó. Ý nghĩ ấy choáng ngợp lấy tâm trí nó, khiến nó quyết định nói ra hết những điều mình suy nghĩ. Nó run rẩy quỳ xuống chân nàng, lớn tiếng cầu xin. Dạ cô ơi, cô tha tội cho con. Con không muốn hầu cô nữa. Con chưa bao giờ muốn hầu cô hết. Cô tha cho con được không? Trí! Xin cô cho con xuống chuồng lợn đi. Con không học nổi nữa. Con chỉ muốn xuống chuồng lợn thôi. Hoặc đi chăn bò, chăn trâu, đi trét đìa. Cái gì con cũng làm được. Con không muốn hầu cô nữa. Hương quá bất ngờ, im lặng. Con không muốn hầu cô. Đang khẩn cầu tha thiết dưới chân nàng, bỗng dưng nó thấy một giọt nước rơi trên vai mình, rồi một giọt nước nữa rơi xuống tay. Chẳng lẽ trời mưa sao? Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, thấy gương mặt nàng đỏ gay đỏ gác, đôi mắt trong veo chứa đầy nước mắt, còn đôi tay nàng run rẩy nắm chặt. Cậu cả Hương đang khóc đó sao? Hương nghẹn ngào thốt lên. Trí, sao Trí quá đáng quá vậy? Nói rồi, nàng quay mặt đi, nàng đưa tay lên má quẹt đi giọt nước mắt đang chảy. Càng nghĩ, nàng lại càng tức. Càng nhìn Trí, nàng lại càng thấy giận. Giọng nói nàng run run. Trí có biết là tôi... Trí ngây ngốc im lặng, chị Biên mở đôi mắt to tròn nhìn nàng lom lom. Trí chẳng biết gì đâu. Trí muốn đi đâu thì đi, đi xuống chuồng lợn thì đi. Tôi sẽ gọi anh Điền ngày mai đưa Trí đi chăn bò. Ngày mai con được đi chăn bò, thật không cô? Câu hỏi ngơ ngác có phần vui mừng của Trí, khiến cho Hương càng cảm thấy sôi máu sôi gan. Nàng cấu gắt buộc miệng nói. Đúng, đi chăn bò đi. Cả đời này Trí cũng sẽ đi chăn bò mà thôi. Lời nói vừa thốt ra, nàng cảm thấy hối hận vô cùng, vừa giận vừa thẹn, khiến Hương không còn giữ được cốt cách mà nàng hàng ngày xây dựng nữa. Nàng lớn tiếng quát mắng Trí. Đi ra góc hàng rào kia quỳ xuống cho tôi, không có lệnh của tôi, không được ăn cơm, không được uống nước, nghe chưa? Tiếng nàng như chuông ngân vang vọng khắp khu vườn. Mụ Niên đang chặt thịt trâu trong bếp, nghe thấy tiếng nàng la lối ngoài vườn liền chạy ngay ra. Anh Đinh, anh Điền và một vài người làm thuê khác cũng chạy ra sân. Mụ Niên nhanh nhẩu hỏi, giọng vô cùng khẩn thiết. Dạ thưa cô có làm sao không vậy ạ? Thấy mọi người lũ lượt kéo ra ngoài giường vì tiếng la hét mất kiểm soát của mình, khiến Hương xấu hổ lắm. Nàng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, gằn từng chữ. Không có lệnh của tôi, không cho nó đứng dậy, không được ăn cơm, không được uống nước, hiểu chưa? Dân ạ. Nói xong, nàng quay gót rời đi, để mặc đám người ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang thằng Trí đang quỳ mọt trong một góc giường. Gương mặt nó xanh như tàu lá, hai chân quỳ xuống nền đất rồi mà vẫn còn nhịp run run, không vững vàng được. Anh Đinh thấy thằng Trí như vậy, chỉ biết thở dài, lắc đầu bỏ đi. Mụ Niên nhìn nó cũng chỉ biết tặc lưỡi, tỏ ý tội nghiệp. Chỉ là mọi người đều không hiểu, thằng oắt con này đã làm cái gì mà khiến cô Hương là người nổi tiếng nhu mì lễ độ, ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ xưa giờ
lại tức giận đến mức hét ầm ĩ như vậy. Dù không biết chuyện gì xảy ra, họ cũng đều hiểu cô cả Hương nhà này không phải là dạng người dễ bỏ qua. Thằng nhóc con lần này khó sống thật rồi. Cả buổi sáng lẫn buổi chiều của ngày hôm đó, Hương cảm thấy mình không thật sự là mình nữa. Chuyện buổi sáng đã đến tai của bà cụ Phước mẹ nàng. Cũng may, cha nàng lúc ấy đi sang nhà cụ Khiết đáng cờ chưa về. Nếu không thì nàng cũng không biết giải thích làm sao với cha mẹ về thái độ của bản thân mình. Cụ bà là người hiểu tính cách của con gái nhất nhà. Bà chỉ từ tốn bảo: "Nếu con không thích thằng bé đó hầu nữa, thì con đổi con tí lên nhà trên hầu con, chứ sao lại hét ầm lên ở ngoài giường như thế. Tức giận vì một thằng hầu thì còn ra thể thống gì nữa." Nghe cụ bà quở trách, Hương cũng tỏ ra ngậm ngùi đáp lại: "Dân à, con xin lỗi mẹ, con sẽ không như thế một lần nào nữa đâu mẹ à." Nhưng trên thực tế, nàng nói qua loa cho qua chuyện, bởi dù mẹ nàng có hiểu nàng đến đâu đi nữa thì cũng không thể ngờ rằng nàng thông minh xinh đẹp thế này mà lại đi thích cái thằng Trí đần độn ngu ngốc đó. Nhưng nàng thích Trí thật, chính nàng cũng chẳng kiểm soát nổi trái tim mình kia mà. Nàng không muốn cho nó xuống chuồng lợn, đi chăn bò hay đi tác đìa. Nàng chỉ thích dạy học nó, cứ muốn nó ở ngay bên cạnh mình mà thôi. Từ đôi mắt đen to tròn của nó, đến mái tóc xoăn xù, rồi đến cái biểu cảm bất nhẫn của nó, nàng đều thích hết. Cho nên cả ngày nàng phạt nó quỳ gối ngoài giường, thì trong nhà lòng nàng cũng nặng như đeo đá. Nàng cảm thấy hối hận quá. Nàng hối hận khi hét vào mặt nó những câu từ không phải. Nàng cũng hối hận khi bảo nó cả đời chỉ có thể đi chăn bò. Nhưng nếu nàng tha cho Trí nhanh quá thì nó sẽ không còn tôn trọng nàng nữa. Những người khác trong nhà này sẽ bàn tán dị nghị. Nàng sẽ không chống đỡ nổi mất. Cả ngày nay, nàng cùng người làm quay tơ, dệt vải, kéo từng sợi tơ vàng ống ả quấn quanh vào con thoi. Nhưng đôi mắt nàng vẫn cứ hay liếc nhìn cái hướng dẫn ra giường. Nàng nhìn bầu trời âm u, bắt đầu chuyển những cơn giông nhỏ. Bầu trời đang xanh rì mà bỗng dưng mây đen kéo tới. Sắc vàng nhường chỗ cho sắc tím, cũng như lòng nàng đang nắng ấm mùa xuân. Vậy mà chỉ một câu nói của Trí, nàng liền thấy sương giá đổ ngay vào lòng mình, lạnh lẽo, đau đớn, buốt giá vô cùng. Bầu trời xanh ngoài kia càng xám, thì tâm tình của Hương lại càng xốn xang hơn. Chị Quế, một người làm thuê trong xưởng lụa nhà nàng, nhìn lên bầu trời qua khung cửa, chị chép miệng nói: "Trời đang nắng gắt mà kéo giông gió thế này, thì cơn giông này sẽ độc biết mấy cô nhỉ? Ai mà chỉ cần dính một hạt thôi thì cũng vẫn ốm như chơi đấy." Hương nghe rõ lời chị nói, nhưng cũng đành bấm bụng làm thinh. Hương quyết định mình sẽ không quan tâm Trí nữa. Nàng đi nhanh vào phòng riêng, ngã lăn lên chiếc giường được lót bông quen thuộc. Trên mái ngói rêu phong, tiếng mưa lột bột bắt đầu vang lên, rõ dần từng khác. "Ôi, trời mưa rồi!" Tiếng người nhà ý ới gọi nhau dọn dẹp nông tầm phơi ngoài sân. Hương cố gắng nhìn qua màn mưa, nhưng nàng chẳng thấy gì. Nàng đành thất vọng, ngã gục xuống giường, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Chiều tối đó, Hương ốm. Nàng sốt nên không ra bên ngoài ăn cơm cùng mọi người được. Mụ Niên liền đem cháo vào tận phòng riêng cho nàng. Khi mụ chuẩn bị dời bước, thì Hương thình lình lên tiếng: "Trí, như thế nào rồi bà?" Nghe Hương hỏi, mụ chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, cũng buộc miệng nói thật: "Nó vẫn quỳ ở góc giường như lời cô dặn đấy ạ." À. Hương bắt đầu cảm thấy mình ăn không nổi nữa. Cơ thể nàng mệt mỏi, đau đớn rã rời. Sau khi mụ Niên ra ngoài, thì nàng cũng buông thìa, đậy điểm cẩn thận lại. Sau đó nàng lách cửa sau, cầm theo chiếc đèn dầu tù mù, lặng lẽ đi ra giường. Chiều nay mưa giông
nên trời cũng tối sớm hơn bình thường. Chỉ đầu giờ dậu mà trời đã tối đen như mực. Đàn gà ngoài giường đã được anh Điền lùa hết vào chuồng. Tiếng ỉn ương bắt đầu kêu ngáo ột, vang dậy khắp không gian như một bản hòa ca của đồng đội bao đời. Hương đi nhanh ra giường. Con đường rất quen thuộc, trở nên trơn trượt hơn sau cơn giông nặng hạt. Hương phải khó khăn lắm mới có thể đi đến chiếc chõng tre dưới vàng hoa thiên lý, nơi những buổi sáng tinh sương nàng hay ngồi đọc sách, uống trà. Hương ngồi xuống chõng tre, đưa mắt nhìn đến thân thể đen đúa đang quỳ mọp bên hàng rào trước mặt. Đầu trí cúi gầm như đang đâm thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Nó không nói câu gì, cũng không hề nhúc nhích. Hương trông thấy tình cảnh chật vật của Trí thì buông một tiếng thở dài. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Trí, đứng dậy đi." Lúc này Trí mới ý thức được xung quanh mình có người. Đứa trẻ 12 tuổi ngó về người phát ra tiếng gọi, giọng run rẩy: "Dạ, cảm tạ cơ cả, tha cho ạ." Vừa dứt câu, Trí ngã nhào xuống. Nó nằm bẹp trên mặt đất bùn lầy như người sắp chết. Hương hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại ôm lấy nó, đỡ nó ngồi lên cái chõng tre. Lúc này, Hương mới nhận thấy cơ thể Trí nóng hầm hập. Nó sốt, hai đầu gối sưng vù bầm đen đến nỗi không thể di chuyển được nữa. Hương đã hối hận lắm rồi. Từ xưa cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ phạt ai nặng đến thế. Mỗi khi làng bắt vạ một ai đó, đặc biệt là đứa con gái nào không chồng mà chữa hoang, thì đều bị cạo đầu bôi vôi, kéo lê đi khắp làng trên xóm dưới. Nàng đã từng bài xích, từng né tránh cái hủ tục tàn bạo này, cũng như không tham gia vào bất kỳ cuộc bắt vạ nào ở đình làng cả. Thế mà hôm nay, nàng đối xử với người trong lòng của mình tàn nhẫn đến vậy. Bỗng nước mắt nàng rơi xuống như mưa, từng giọt thấm sâu vào da thịt của Trí, thấm luôn cả vào trái tim nàng. Từ bây giờ, dù Trí muốn làm gì, tôi cũng mặc kệ. Có không muốn hầu hạ tôi nữa thì không hầu hạ nữa. Trí muốn gì thì tôi toại nguyện cho Trí vậy. Trí nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay của Hương. Nàng nói gì, nó đều nghe rõ từng chữ một. Nhưng nó mệt đến nỗi không thể đáp lại một tiếng nào. Nó cảm nhận hơi ấm từ người Hương tỏa ra. Mùi thơm hoa bưởi hoa câu thoang thoảng trên người nàng khiến nó nhớ lại những ngày tháng còn được ở với chị. Chị của nó cũng có một mùi hương hoa câu thoang thoảng dịu dàng như thế. Mỗi lần ngửi thấy, nó đều cảm thấy bình yên. Nó nghĩ nó không còn muốn đi chăn bò, chăn trâu hay đi tác đìa nữa. Nó muốn học, học rồi phải làm quan rồi mới có thể được làm người. Chỉ có làm quan mới không bị đối xử tệ bạc, mới có thể tìm chị gái, mới không bị ai khinh thường. Nó nhất định sẽ phải làm quan. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.